còn cái vụ việc vừa qua xảy ra vậy anh Di vui hay buồn? Cái nó vui buồn còn khỉ gì đâu thay đổi được chứ đâu, vui buồn chấp nhận thôi chứ vui buồn cái gì. Mà nói một câu khốn nạn á, xin lỗi bạn, mà nói một câu khốn nạn chứ không phải tôi khốn nạn nha. Thì bây giờ dịch nó kéo dài vậy, đóng cửa vậy thì có mấy thằng phá sản đối thủ mà nó chết cũng đỡ, cái đó nói một câu khốn nạn. Còn á thì nếu mà anh từ cái câu khốn nạn đó bạn suy ra thì nó là gì, thảm họa của người này là cơ hội người kia. Thảm họa người này là cơ hội người kia chứ làm sao. Nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ ích kỷ, cái đó là cái suy nghĩ ích kỷ các bạn. Mình không nên có suy nghĩ đó trong lòng ăn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog của anh Duy Nguyễn. Thì hôm nay sẽ nói về một cái câu chuyện đã cũ mà rất là nhiều bạn cũng khá là quan tâm. Đó là những nỗi đau nào thì cũng qua đi. Và trong ngành gym thì nó chịu một sự thiệt thòi khá là lớn trong bức tranh kinh tế của năm ngoái cũng như là đầu năm nay. Vậy thì các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là ngành gym bị ảnh hưởng cái gì? Và bản thân anh Duy Nguyễn cũng như công ty BBT có bị ảnh hưởng gì hay không? Mình chỉ nói với bạn câu thôi, lỗ sặc máu. Lỗ sặc máu luôn mà. Lỗ mà tưởng chừng như là không thể tồn tại đó. Vậy thì các bạn hỏi rằng anh Duy á, thì bây giờ anh mặt bằng không thuê lỗ cái gì? Nói gì sao được bạn? Bản thân nói gì được, thì tôi sẽ phân tích những cái thiệt hại lớn dành cho ngành gym. Bạn phải hiểu á, cái bức tranh gym á là cái bức tranh nó kinh doanh nó vô lý lắm. Tại cái mặt bằng để mà mở gym nó rất là mắc. Thí dụ như cũng cái mặt bằng đó, người ta sẽ mở nhà hàng, khách sạn, bán cô đâm hay là bán thuốc tây. Bạn hiểu chưa? Tức là cái bức tranh kinh tế đó nó sẽ lợi ích hơn chứ. Trong một cái khoảng không gian nhỏ chừng 100m², tôi mở bán cô đâm đi tôi lời hơn. Còn bạn muốn mở gym á phải là 300m², 400m², 500m² và nhiều hơn nữa. Thì một cái mét vuông á nó sẽ tương ứng một giá tiền thuê, hay nói khác á là cái mặt bằng gym thuê sẽ mắc một mặt bằng khác. Đúng không? Để đầu tư gym. Nhưng mà bây giờ gym không kinh doanh được. Tôi chưa nói về bản chất nghề nghiệp. Đó, gym không kinh doanh được thì bạn phải vẫn phải trả tiền mặt bằng. Tại vì sao? Chỉ có cái những cái công văn là ngành gym tạm thời đóng cửa, không có cái công văn đi kèm là thằng chủ nhà phải mất tiền. Nó sẽ xảy ra một sự tranh chấp. Tranh chấp thì ngành nào cũng có thôi. Nhưng mà ý tôi nói là cái ngành gym á là cái phòng gym nó sẽ bị nhiều hơn. Nó bây giờ chủ nhà thuê mặt bằng tháng 100 triệu, ví dụ thôi. Bây giờ nó đâu có thể nào mà thôi giờ mày đóng cửa mày khỏi trả tiền tao. Wow. Không có. Bây giờ nó sẽ xảy ra giữa thằng chủ và thằng thuê thương lượng nhau mức nào. Thằng chủ nó không bớt làm gì nó. Bạn dám dọn đi không? Đó, nên nó sẽ xảy ra kẹt mà bởi một số thương hiệu gym người ta không có xoay được vốn. Người ta phải chấp nhận phá sản, hoặc là ta chấp nhận giảm này giảm kia. Sau đó người ta cầm tiền của những người á, đóng gói tập 5, 2 năm, 3 năm, người ta dông luôn. Người ta dông luôn. Cái chuyện đó là chuyện, nói chung là bằng cùng sẽ đầu tặc thôi các bạn. Rồi tiếp theo vừa quay lại bài toán BBT, có bị ảnh hưởng hay không? Vậy thì bài toán BBT sẽ không là mặt bằng đúng không? Đúng không? Không là mặt bằng là các bạn hiểu không là mặt bằng thôi. Chứ làm gì có chuyện mà khi mà kinh tế người ta nói là không mặt bằng là gì? Kinh tế tất cả nào mặt bằng hết á. Ngay cả landmark cũng mặt bằng của landmark, ngay cả khách sạn win gì mà mấy sao đó, rồi xong rồi khách sạn Mường Thanh hay gì tất cả đều là mặt bằng hết. Bạn phải bỏ ra một cái lượng tiền bạn thuê mặt bằng. Vậy thì bốn cái mặt bằng của BBT đó thì nói chung là tầm 600 triệu hả sếp? 600 triệu hả? Không có tính rẻ được, làm sao mà 600 triệu được em? 600 triệu á là với cái điều kiện là cái thứ nhất á là cái vị thế nó khác, và cái mặt bằng của em mặt bằng chống la chống lóc, không có cái gì hết trơn á. Trời á, mặt bằng này làm gì có cửa, làm gì có cửa mà 150 triệu, không bao giờ có giá đó đâu con. Never giá đó, không bao giờ có. Nên á, phí mặt bằng của BBT phải là tỷ ngoài, phải làm tỷ ngoài. Không thể nào mà tụi em nói bố mặt bằng này mà 600 triệu, tao không chịu, mà không ai chịu hết á. Sao chịu được? 2000m², đổ đồng ra trên dưới bỏ, sân bãi gọn 2000m², mà nghĩ mấy mặt bằng khác nó thuê kìa, đâu có được nhiều đâu, mà vẫn là 200-300 là chuyện bình thường. Nên bạn phải tính cái tiền lỗ nó vô, cái đó là buộc lỗ. Thí dụ như công ty BBT trụ sở Bình Tân thì nó còn kinh doanh bài xuất, thì cái đó là cái như hai mảng nó gọi là nó ấy đi.
thì cái khấu hao cho thằng phòng gym nó ít hơn những chỗ khác, nhưng mà vẫn phải tính lỗ chứ. Cái lỗ đó là cái lỗ trước mắt, cái lỗ nhìn thấy được của chủ đầu tư, đó là lỗ của ngành gym. Còn BBT nó còn lỗ ngành súp nữa, nó không lỗ ngành gym. Tại bạn thân ngạc nhiên giờ thôi, ủa vậy thì anh Di nói vậy anh Di rên quá, em thấy súp anh bán ầm ầm lỗ gì? Đó là cái mày thấy, còn cái mày không thấy nguyên chi, đúng không? Bây giờ này đóng cửa nổi không, thành phố Hồ Chí Minh là một cái đô thị mà ngành gym nó trên 50% thêm cả nước luôn, cộng cả nước luôn trên 50% chắc rồi, mà đóng cửa nguyên thành phố này thì gymer nó tập cái gì? Nó không có đi tập được, không đi tập được thì sao nó mua điều quạt cao không ơi? Nó mua điều quạt cao, nó mua intra quạt cao, nó chỉ mua được cái boss quạt cao thôi, hợp lý không? Thì nó cái mảng cái tôi lỗ nữa, tính vô ông nội, đó là lỗ của chủ đầu tư. Rồi chưa kể về mặt lao động nữa chứ, phòng gym đóng cửa mấy ngày đầu nghỉ thôi, tao về quê luôn, xong về quê lấy chồng lấy vợ gì đó, làm mướn làm ruộng gì dưới, nó nghỉ luôn, nó dưới nó không lên nữa. Thì nhân sự BBT nó bị thiếu hụt là về có thể là sale, lễ tân hay là BT gì đó, nó bị thiếu hụt đó. Đó là nói về trên góc độ của chủ đầu tư, nói trên góc độ chủ đầu tư nha các bạn. Bây giờ mình nói trên góc độ của một tập gym nè, bây giờ phòng gym mà đóng cửa kiểu này thì nó không tập được, đúng không? Cái này mình không rên, mà nó là quan điểm mình là không rên, có chơi có chịu không rên gì cả. Đối thủ đúng như tôi thôi à, thấy không? Đối thủ đúng như tôi thôi, tôi không rên nha, nên là phân tích cho bạn thấy thôi. Thì gamer nó không tập được, nó không tập được thì nó nhà làm nó có thể thằng tập chơi chút đỉnh ABC. Thì mày không tập được chắc chắn là mày nhớ tạ, mày ghiền tạ, mà nói thiệt trắng ra luôn mày lên mỡ rồi đó con. Xuống cơ mà lên mỡ, thì xuống cơ lên mỡ vậy á, thì nó quay lại phòng gym nó phải tốn một khoảng thời gian khá là lâu để nó lấy lại phong độ ngày trước, đúng chưa? Nó là sự cái mảng thiệt hại của gamer, nó là như vậy. Nó đâu đơn giản mà nói gamer không tập thôi ở nhà, mà chưa kể lúc này á thành cái phí tập gym có chỗ nó sẽ trừ cho bạn, có chỗ nó cưa nó tùm lum kiểu hết, tôi chả biết nữa, nhưng mà ở BBT là trừ, mấy chỗ khác sao tôi không biết, cái đó nói cho nó rõ nha các bạn. Thì nó ảnh hưởng tới gamer rất là nhiều về mặt sức khỏe cũng như mặt thời gian để mà gọi là thu hồi là cái vóc dáng đã có của mình trước đây. Rồi nói tới góc độ nhân viên ngành gym, nãy nói gì góc độ chủ đầu tư, góc độ khách hàng, giờ tới góc độ nhân viên làm cái con khỉ gì có lương, nhân viên là chết ngắt, nhân viên ngành gym treo mỏ, nhân viên khối văn phòng có tiền, nhân viên ngành gym có làm mới có ăn, nhân viên ngành gym là toan, từ BT cho tới sale cho tới lễ tân cho tới bảo vệ trong phòng gym đóng cửa là nguyên cái đám nhân viên đó nghỉ hết tiền tháng đó là chắc chắn là mày chết ngắt rồi, là không có tiền, cái đó phải chịu. Bạn đâu phải nào bắt chủ đầu tư trả tiền, các bạn sẽ lý luận thôi nó nghỉ tại dịch, đâu phải tại nó muốn nghỉ đâu, thôi chủ đầu tư trả tiền cho nó đi, rồi hỏi bạn chủ đầu tư lấy tiền đâu trả, chủ đầu tư đi mượn nợ trả tiền à. Nên cái khối nhân sự ngành gym cũng khá là đau thương và khá là tội nghiệp trong khoảng thời gian vừa qua, nên tụi nó rất là muốn đi làm, tụi nó muốn đi làm nên chi để ăn lương căn bản, nhưng mà chủ đầu tư đâu ngu, cái đó mình nói thẳng luôn mà, chủ đầu tư nó ngu thôi mà dẹp mẹ nhà luôn đi. Đó, thấy không? Dù như bây giờ sale á thì bây giờ làm game lương căn bản cho có quay hồng, mà giờ nó nghỉ thì mình thì chủ đầu tư khỏi trả, mà nó đi làm á thì nó không có quay hồng thì vẫn ăn lương căn bản, mà ăn lương căn bản nó không mang doanh thu gì cho công ty đói chết rồi. Nó cái này nó thật sự bạn nói tôi rất là tội nghiệp em ngành gym, rất là tội nghiệp em ngành gym luôn. Em ngành gym thì cũng này hơi bị đau, mấy ngành khác không đỡ, nhưng mà ngành gym nó có những đặc thù riêng. Rồi quay về lại vấn đề BBT, ủa vậy BBT giờ cái vụ việc vừa qua xảy ra vậy anh Di vui hay buồn? Cái nơi vui buồn còn khỉ gì đâu, thay đổi được chứ đâu, vui buồn chấp nhận thôi chứ vui buồn cái gì. Thì cái khái niệm vui buồn đây là sao? Tức là thật ra thì mình nói một câu khốn nạn á, xin lỗi bạn, mình nói một câu khốn nạn chứ không phải tôi khốn nạn nha. Thì bây giờ dịch nó kéo dài vậy, đóng cửa vậy, thì có mấy thằng phá sản đối thủ mà nó chết cũng đỡ, cái đó nói một câu khốn nạn. Còn á thì nếu mà từ cái câu khốn nạn đó bạn suy ra thì nó là gì? Thảm họa của người này là cơ hội người kia. Thảm họa người này là cơ hội người kia chứ làm sao. Nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ ích kỷ, cái đó là cái suy nghĩ ích kỷ các bạn. Mình không nên có suy nghĩ đó trong lòng ăn.
mình suy nghĩ đầu làm ăn á là mình là cái ngành của mình nó phải mạnh, giống như thằng Khứa này nó làm xe VinFast quảng cáo đó luôn, đâu tối ngày nó bú vô VinFast không đó. Thì bây giờ người ta nói về VinFast sao kệ mẹ người ta, nhưng mà bản thân nó muốn VinFast bán được nhiều xe để chi, để vô nhà nó đổ, để chi, để vô nhà nó sửa sơn đồ này nọ kia, dán decal đồ. Nên một cái môi trường kinh tế là cái cộng đồng nó phải mạnh, và ngành gym vậy, cộng đồng gym nó mạnh thì tất cả mọi người đều có chén cơm đầy. Còn bây giờ mình suy nghĩ ích kỷ á, mình nói thôi mày chết kêu bà nội mày, tao đâu còn chết đâu, đâu được. Nó chết nó kéo theo một đống hệ lụy khác. Đó, nó chết thì nó kéo theo một đống hệ lụy khác. Dẫn tới ừ, người ta đang nợ phòng tập nó, này nọ, này kia, ABC đồ. Xong rồi dẫn tới bức tranh xã hội. Ừ, nói là gamer đấu đá nhau, này nọ, lừa tiền nhau, hùng tiền, này nọ, giờ cướp cổ phần ABC đồ. Nó tạo ra một sự bôi bác. Người khác thì nhìn vô ngành game, người ta nói giá không có cao, nên người ta nhắc tới game mà thôi con mà được tập game ngành đó ghê lắm, đâu được đúng không? Nó nên cái ngành của mình phải làm cho nó mạnh thì mọi người có chén cơm đầy. Anh nói lại lần nữa, chứ không phải gì. Còn cái chuyện mà kinh doanh thì có đít và có đát, có thằng này có thằng kia, nó có thằng này có thằng kia, có thằng bố láo, có thằng xạo xạo, nó dụ người ta rồi này nọ, ta đóng cái tiền gói lâu rồi xong rồi nó bán phòng, nó nhượng phòng đi rồi xong rồi tờ lưa học me hết. Rồi xong rồi PT không được đào tạo, không có qua TH là Academy đồ dạy công lưng gãy cổ đồ các kiểu đồ. Xong rồi từ cũng tầm bậy tầm bạ luôn. Nên nói chung năm vừa rồi là một cái cú sốc chung ngành dịch vụ. Nhưng mà có một cái khốn nạn nhất là mấy thằng Mỹ Đế. Mấy thằng Mỹ Đế bên nước nó toan tới nơi rồi các bạn. Nhưng mà bên mình đó, nó ép doanh số. Nó ép doanh số PT ghê lắm nha. Nó nói thôi mày ép, mày ép tao nghỉ luôn á, tao nói thiệt mày bố láo vừa thôi. Đang dịch Covid này nọ, phòng game đóng cửa lóc đó, cho mày ép gì. Nói thôi tao ép đường nào đỡ đường đó. Má chơi vậy đó. Nó cũng toan rồi. Nó nói tao ép đường nào tao đỡ đường đó. Nó không được thôi làm gì căng. Nó này mà sao thấy á, là cái dịch này á, nếu mà nói về riêng của BBT nó ảnh hưởng rất là nhiều. Còn mấy ngành gym khác là chút xíu thôi. Tức là mấy phòng gym khác nó chỉ góp gọi ở mảng gym, nó bị chữa ghê đâu, đúng không? Nhưng mà Duy á là còn bị với bản súp. Bây giờ container nó kẹt lên đên, nó kẹt kinh khủng, mẹ không có container luôn. Bên Mỹ lockdown tè le, hàng quá thiếu từ lưa. Nên bây giờ á, bình thường á, mình nhập hàng, mình cân đối hàng nọ đi đều. Bây giờ á, dịch nó gom là một ngày nó ra một đống. Bây giờ có thiệt bạn, hàng quá nó kẹt từ lưa nó full, thiếu trước hụt sau, đồ tùm lum tùm la luôn. Nên đau đầu cái mảng này nữa, đau đầu cái mảng súp nữa. Chứ còn cái gym thì chuyện bình thường, tôi chỉ lợi hơn ta chỗ một bằng phải đau tiền. Nói được chỗ đó, nhưng mà nói chung mặt bằng không phải trả tiền, chỉ đó không đúng được kinh tế. Ông vẫn phải khấu hao vô và vẫn trừ ra để cho xác định lời lỗ thế nào, chứ không thế nào đó mặt bằng trả tiền được. Nhưng mà có một cái là nó nhẹ nhàng hơn kia chút đỉnh, kia nó áp lực quá. Chủ nhà đòi tiền, tôi không có chủ nhà. Wow. Ông cũng có đi, nhưng mà có những chủ nhà nó không có quyền đòi. Tôi kiểm soát được chủ nhà bạn, nói chung là tôi chơi trò trên nha. Tôi kiểm soát được chủ nhà. Còn thông qua đây thì biết nói gì bây giờ, thì cái ngành của mình nó bị ảnh hưởng quá nhiều. Thì tôi cũng chẳng dám gọi anh á, nhưng mà chỉ nói là giờ thôi anh em mình gym chịu khó cũng như vượt qua được cái khó khăn này, thì cũng tinh thần tập luyện để cho đàng hoàng, nó duy trì sức khỏe đi, chứ giờ biết sao giờ. Mình có sức khỏe thì làm được nhiều chuyện khác. Còn ví dụ như người ta buồn bực lo âu quá, stress nhiều quá, không sức khỏe thì không làm được. Nhưng mà bức tranh suy thoái nó đã diễn ra. Bây giờ người ta tiền nó sẽ tiêu xài cho cái dịch này nhiều rồi, thì các bạn sẽ ít tiền đầu tư cho gym lại. Nhưng mà cho dù ví dụ giờ mấy ông có tiền mua súp thì mấy ông có tới BBT đóng tiền tập. Tập thôi cũng được nữa, từ từ có tiền mua súp sao. Vậy nghe bye bye các bạn, dạo này bận quá. Ông dạy mấy đứa TH là Academy. Tôi nói thiệt với bạn luôn á, dạy không tính tiết, không tính giờ luôn. Cứ mẹ cắm cổ dạy 8 giờ, 7 giờ tối. Tới đó đó nha, thường thường là dạy 2 giờ. Bữa nay học về bí kíp trong ngành. Bí kíp trong ngành là bí kíp mà gọi là nhạy cảm mà để làm trong ngành BT đồ, để cho mình trở thành professional. Thì có trợ giảng, còn Duy đây Duy live stream. Ủa là ông phải quay vlog chút xíu và sẽ thực hành một số kỹ năng. Mà thực hành kỹ năng ngày hôm nay cũng phải lên clip nữa. Đó là kỹ năng là gì? Support, kỹ năng đỡ tạ cho mắt OT. Wow. Năm nay bây giờ là Duy là tái hiện được cái hồn mắt OT nè. Mắt OT là đứa con của Duy đẻ ra Việt Nam mà nó phụ nhận được. Nhưng mà con đó nó bị bỏ rơi, nó bị lean body ăn, giờ tôi phải tái hiện lại nó. Nó mà cái hồn của nó là có sự có hình hài của những bạn học viên khóa THL Academy 1-2. Đã nói tới THL Academy, tôi nói luôn Academy khóa 1 toàn đực không,
Academy khóa 2 nữ cũng hơi bị đông á nha các bạn. Nên bây giờ nữ cũng nên, tôi nói là bằng nữ là nên nha, nên lớn như PT. Tại cái mảnh đất của các bạn nó còn rộng, chứ mấy thằng nam nó sẽ cạnh tranh nhiều hơn. Nó PT nữ của phòng gym gì có 1 đứa 2 đứa thôi mà full khách luôn, không biết nghèo là gì. Wow. Nữ thôi, nam nó cạnh tranh nhiều hơn. Thôi cảm ơn các bạn theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hay thì mua sếp đi ba. Like share là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.